Thưa quý vị, nhân Tết cổ truyền của dân tộc với truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, chiều tối nay mùng 8 tháng 2, tức 29 Tết Giáp Thìn năm 2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới dâng hương cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng và chúc Tết gia đình cố Thủ tướng. Dâng hương cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, người học trò xuất sắc, người đồng chí tin cậy, gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ sự kính trọng sâu sắc đối với cố Thủ tướng, một chiến sĩ cách mạng vô sản kiên cường, một trong những nhà lãnh đạo chủ chốt, tiền bối của cách mạng Việt Nam, có công lao to lớn trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Suốt cuộc đời 75 năm hoạt động cách mạng liên tục, 41 năm là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 35 năm là Ủy viên Bộ Chính trị, 32 năm làm Thủ tướng Chính phủ, 10 năm làm Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã có nhiều cống hiến to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Sự nghiệp của đồng chí Phạm Văn Đồng trải rộng trên nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội đến quốc phòng an ninh, đặc biệt với hai lần làm trưởng đoàn đàm phán tại Fontainebleau, Pháp năm 1946 và Geneva, Thụy Sĩ năm 1954, góp phần kết thúc chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương, đồng chí Phạm Văn Đồng đã thể hiện là nhà ngoại giao xuất sắc, tận lực cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc với tấm lòng trong sáng, vô tư, khách quan. Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã giành được sự yêu mến, kính trọng của các tầng lớp nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế. Trong không khí ấm áp của những ngày Tết cổ truyền dân tộc, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi tình hình đời sống, công tác của thân nhân cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng và gửi tới toàn thể gia đình lời chúc mừng năm mới sức khỏe, an khang, thịnh vượng. Chúc gia đình đón Tết Giáp Thìn 2024 đầm ấm, an vui, hạnh phúc.